Vâng, tiếp theo video ngày 13 hôm nay các bác nhé. Ngày 13 tháng 7 em tiếp tục lên cho các bác là một lô nồi cơm có 1 lít và 1 lít 8 bếp từ, rồi nồi lửa lít, rồi máy xay, máy ép các thứ các bác nhé. Đầy đủ hết cho các bác lựa chọn đây. Hàng tương đối rất là nét. Đẹp xấu như nào thì em lên video cho các bác xem thực tế. Thì tất cả sản phẩm video là vẫn cứ bảo hành cho bác 2 tháng nhé, cho nó thoải mái. Ok các bác nhé, giờ vào vấn đề chính luôn. Lên cho bác ít bếp từ trước đã. Các bác mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại là 0354 965 127 các bác nhé. Một em bếp từ Nasino bác này. Bếp từ đơn. Dành cho các bác nào mà ăn lẩu hay nhà ít người đun nấu bác nhé. 1.400 bác nhé. 1.400 là công suất của nó nên rất khỏe. Nói chung thành vách của nó thì rất là tuyệt vời rồi. Mặt vân đá bác nhé. Mặt vân đá trắng bốp luôn. Cái này 1.400W bác này. Điện 100V. Đời 2002 bác nhé. Đấy, chỗ này cái bắn rồi. Mình lau nó sẽ đảm bảo nó sạch. Không bẻ vỡ bác nhé. Đấy, không bẻ vỡ. Nói chung nó đẹp bác nhé. Đấy, vân đá tuyệt vời luôn. Tiệc. Cầm cái xoang đây. Múc thi tí nước. Tí thôi cho nó nhanh. Mọi chức năng các bác yên tâm đi nha. Ba bác nó hoạt động ok. Rất là mới. Nasino không nhỉ. Là 2002 đây nhưng mà còn rất là tuyệt vời. Nói chung là nó mới bác nhá. Đời cao nó mà nó xấu thì nói chung là nó cũng gọi là không. Nó lại giá này nó không bằng con đời sâu nhưng mà lại là đẹp bác nhá. Đấy. Sôi ục được bác nhá. Đây bác nhá. Là sôi rất là nhanh luôn. Thì cho ít đây, để cho các bác cảm thấy chắc được nó được ok. Cho thêm tí tí nước thôi. Chỉnh nó ra cao này. Chén nữa. Ok các bác nhé. Rất nóng luôn. Một em Nasino bác này. Rất là đẹp luôn. Mã số 1 bác này. Mã số 1 bác nhé. Đây các bạn ăn này với giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu bác nhé. Nasino. Chúc ba bác là mới, ba bác đẹp nhé, không có bẻ vỡ đâu. Công suất của nó 1.400. Đấy, 1.400. Rất là khỏe thôi nhé. Ok bác nhé, mã số 1 nhé, 1,2 triệu. Để gọn đằng trước đây, trước gọn rồi, để gọn vỡ. Nên cho bác một dòng Tifan của Pháp bác này. Bếp từ Tifan nhé. Tifan em này cái công suất của nó thì nó nhỏ hơn. Công suất nó cũng là 1.400 bác nhé. Sản Trung Quốc xuất Nhật, made in China. Đấy. Đấy bác nhá. Tổng quan bên ngoài em này cũng rất là mới. Đấy, cắm điện luôn cho bác luôn. Ba bác là không có bẻ vỡ. Ba bác là không bẻ vỡ đâu. Dòng Tifan, dòng này nói chung là nó bằng Trung Quốc xuất Nhật thì nó giá cả nó bình thường, nó là hàng gọi là bình thường thôi. Đấy, nó cũng không tổng quan của nó không xuất sắc lắm. Đấy, thì để cho bác giá em này với mã số 2 này. Đấy, cho bác em này với giá là 750 nhá. 750k. Ok, một em Tifan, công suất của nó cũng 1.400 bác. Bác nào mà muốn trải nghiệm sử dụng dòng này. Nhìn tư động nó rất khỏe luôn, các bác yên tâm. Thêm nước vào, sôi nhanh luôn. Đi Pháp. Vâng, hàng Pháp anh. Sản xuất tại Nhật, sản xuất tại Trung Quốc. Ok bác nhé, mã số 2, 750. Cho các bác nào trải nghiệm dòng bếp từ đơn. Tiếp cho bác một hãng Zuzi bác này. Zuzi. Đời 2001 đấy bác nhé. Zuzi đây. 2001. Cái công suất của nó là 1.300.
1.300 quạt cùng cái thứ cũng rất là mới luôn. Đấy, không có bẻ vỡ đâu, đảm bảo là không có bẻ vỡ, chúng rất là mới luôn. Về các bác kiểm tra, không cần bác phải chuyển khoản, cái dòng bếp từ này các bác cũng không nên chuyển khoản đâu. Đấy, em vẫn bảo hết cho các bác là ok. Để về các bác sẽ ăn chắc lại, nếu như các bác mua quen rồi thì không sao, nhiều bác chưa quen thì cũng sợ nhỉ? Bạn hàng trên mạng kinh lắm, lừa đảo chẳng hạn, ví dụ thế. Nóng dày lắm nhé. Công suất của nó 1.400, 1.300. Đấy, các bác nào vào xem kênh của Việt Chật Bãi, các bác đừng quên cho em xin một like bác nhé. Cũng nhiều lúc đăng ký kênh. Các bác mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại là 0354 965 127 bác nhé. Đây em này sôi cũng rất nhanh luôn, đảm bảo bác là ok. Juicy juicy 1.300. Đây cho bác em này với giá là 950k bác nhé. 950. Còn tương đối rất là mới, toàn hàng tuyển thôi. Tiếp theo là mã số 3 này. 950k. Ok các bác nhé. Tiếp cho bác của em National đây này. Đây National đây, em này thì màu đồ bố trí rất là gọi là lịch sự. Đấy. Là mặt đá bác nhá. Đẹp luôn. Không có bẻ vỡ đâu. Đời 2002 bác này. Công suất của nó là 1.400. Rất là cao luôn. Điện 100V các bác lý hộ em nhé. Cánh quạt còn rất là mới đây. Đấy. Điện cho các bác. Alo ạ. Alo ạ. Đấy, rất dễ sử dụng bác nhé. Bác ấn nút bật đây, tắt đây. Bác ấn khởi động cái chỗ này. Đấy, thế là xong. Ví dụ bác nhé. Đấy, bác ấn tắt đây, lần lâu đây. Ấn nèo nút này phải, thế là xong. To nhỏ đây. Đấy. Rất dễ sử dụng. Cứ báo điện cho bác nhưng mà chỗ này nó có ít bác nhé. Có ít thì test cho bác cho nó thêm cái phần yên tâm thôi. Còn nói chung là cho dù test ở đây mà đến nhà các bác thì chẳng may nó bị làm sao thì bọn em vẫn cứ phải bảo hành cho các bác. Đấy, sửa chữa hoặc đổi trả các bác nhé. Đấy. Tiếp theo là mã số 4 bác. Mã số 4 lên cho bác em này với giá là 1,2 triệu luôn bác nhé. Rất đẹp luôn, na xịt lò. Đời rất là sâu nhưng mà nói chung là rất là đẹp. Dòng na của nó thì nó chung đến 28. 2008 là nói chung là không có, nhưng mà nói chung là đây bác nhìn trông đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Một em na nữa này. Trông là rất bố trí, trông là rất là khôn. Không bẻ vỡ bác nhé. Mặt vân đá luôn. Sạch sẽ. Đời 2000 đời 94 này. Nha, năm 1994. Đấy, điện 100V. Công suất của nó là 1350 bác nhé. 1350. Không bể vỡ, sạch sẽ, đẹp đẽ. Đấy, ấn mốt đôi này xong nha. Nó rất dễ dùng thôi, nó không có gì phức tạp lắm. Đấy, em ăn này đã bắt đầu sôi rồi bác nhé. Đấy, bắt đầu sôi rồi. Đấy, ok luôn, đấy, đảm bảo bác là hoạt động ok ngon này. Rất mạnh luôn. Đấy, tiếp theo là mã số 5 bác nhé. Mã số 5 bác nhé. Đấy, bác mua mã nào bác alo cho em qua số điện thoại là 0354 965 127 các bác nhé. Mã số 5 lên cho bác em này với giá 1.150k. 1.150k bác nhé.
Rồi, toàn bao hàng bác đẹp. Quay ra rơi con này. Còn hai em nữa. Một em Panasonic bác nhá, đời 2009 đây. Công suất của nó 1400. Bao bác rất là mới, không có bẻ vỡ. Đặc biệt là không bẻ vỡ mặt vân đá. Đây các bác nhìn phát các bác biết ngay đẹp xấu như nào, các bác cảm nhận được. Công suất của nó 1400 đời 2000 nhỉ. Mấy thì tí cho bác xem lại. Dòng này các bác ấn rất dễ nhá, ấn mút luôn này là xong. Tắt ở đây, nấu ở đây, tòa nhỏ ở đây. Đây bộ này, bộ bên đây là bộ hẹn giờ nhá. Bảo các bác là ok luôn. Rất là ok. Mới đẹp, sôi nhanh bác nhá. Bác ăn lẩu tuyệt vời luôn. Tiếp theo là mã số 6 này. Đây các bạn là với giá 1.250.000. Ok bác nhé, 1.250.000. Còn em Panasonic, giá cực kỳ hấp dẫn luôn. 1.2 bác nhé, giá cực kỳ rẻ luôn. Vâng, tiếp theo lên tiếp vào của dòng Panasonic tiếp vào này. À, em này nói chung còn cực kỳ là mới luôn bác nhá. À, mặt vần đá rất đẹp luôn, trắng tinh. À, Panasonic. Em này thì nó là công suất của nó có 1400 bác nhá. 1400. Đó 2009 này. Rất là mới luôn này. À, bao bác là không có bẻ vỡ. Hoạt động bình thường hết. Đấy, cắm điện cho các bác. Đấy bác nhá, sôi cũng rất là nhanh luôn. Đấy. Cuộn luôn các bác nhá. Vâng, tiếp theo là mã số 6 bác này. Số 6 bác nhá. Đây các bạn này với giá là 1.350.000. 1.350.000 bác nhá. Mã số 6. Rất tuyệt vời luôn, giọng ta hãng Panasonic. Tiếp theo là một em National nữa này. Đời 2007, mặt cũng vân đá này. Nói chung là bác yên tâm đi. Bẻ vỡ nào thông báo luôn cho các bác. 1400 luôn. Xuất sắc luôn, chắc chắn, đẹp đẽ. Tiếc điện hơi lâu một chút cho bác thông cảm nhé. Mọi chức năng các bác cứ yên tâm đi, không vấn đề gì. Ok các bác nhé. Các bác xem chi tiết hơn một chút. Tiếp theo là mã số 7 bác này. Bạn này mới ra 1.200.000 bác nhé. 1.200.000 mã số 7. Ok các bác nhé. Bây giờ lên cho bác cắt luôn đi. Để con mình. Lên cho bác hai em máy ép nhanh. Nên cho bác hai em máy ép nhanh. Em này nó thiếu cốc này. Về các bác bố trí một cái cốc bác đặt ở đây nhá. Đúng của nó cái này nó phải có cốc thủy tinh nữa. Nhưng do nó vận chuyển nó hay vỡ. Na. Đấy. Em này thì mã sản phẩm là MRI gạch ngang M1. Đây thông số của nó đây bác nhá. Đấy, National. Của nó là 220W các bác nhá. Công suất rất là lớn luôn. 220W. Dây bọc trong thân. Đấy. Đây bác ơi, lưỡi ép của nó đây này. Tương đối rất là mới luôn.
Đấy, bác vệ sinh lau chùi qua một lần nữa rất là đẹp nhé. Đấy, vì cái này nó thực sự bác lau chùi cũng hơi khó. Đấy. Thân máy này trục trùng rất chắc chắn luôn. Đấy, rất cũng là trông nó đầu tiên cho nó lằng ngoằng. Tháo ra tháo vào nó khó nhưng mà không là mình cũng quen rồi. Một hai lần là mình cũng quen. Như em thực sự bán này nhiều lúc nó còn ngượng. Ok bác nhá. Cắm điện cho các bác. Em này là nó thiếu cái cốc. Bác nào mà nhà hay ăn hoa quả đấy thì sử dụng những cái dầu này là nó hay, rất là hay luôn. Đấy. Êm đấy nhá. Rất là êm luôn. Mà ép nhanh thôi nhá. Cho vào đây. Đẹp. Ok rồi nhá. Na xì lò bác nhé. Đấy, em này nó chỉ có một nút tắt mở thôi. Bác chỉ việc là cho vào là xay thôi chứ không cần. Cái này xay được cả dừa bác nhé. Đấy, bác nào mà nhà xay được cả nước dừa luôn. Đấy, bác có dừa. Ok bác, tiếp theo là mã số 8 này. À? Mã số 8 này cho bác, em này với giá là 800k bác nhé. Em na xì lò thiếu mỗi cốc thôi. Cái cốc đấy thì nó cũng là mình cái chế nó cũng dễ thôi bác nhé. Cốc nhựa tạm đặt ở đây cũng được. Các bạn là cứ biết là thông báo cho các bác là nó không mua cốc. Tiếp là một em máy ép này. Em này nó lại không ơi à, máy ép nữa. Em này thì nói chung là của hãng đây Trung Quốc xuất Nhật bác nhé. Đấy, Trung Quốc xuất Nhật có hãng đây đấy, tiếng Anh đây 100V công suất của nó là 190W bác nhé, made in China. Chưa quên tổng quan bên ngoài cũng hoàn toàn còn đẹp, ở trong cũng rất là mới đấy. Lên cho bác em này với giá là 600k bác nhé, 600k. Em này còn đầy đủ phụ kiện này. Hết mất mới rồi. Ra phá rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, ok, chụp chúng thức còn rất là ngon. Đảm bảo bác này, đặt phát này. Điện cho các bác nhé. Đây của em là một công tắc thôi. Đây là ép thôi bác nhé. Đây là ép thôi. Rất dễ thôi. 600k bác nhé. Mã số 9. 600k. Ok các bác. Bác nào dành cho các bác nữ hay ăn trái cây. Đấy. Không chán ăn thì ta dùng ép lấy nước uống. Một em dòng nửa lít bác nhé. Dòng này có xuất này. Dòng này có cao tần này, thường này. Một em Doji Ducy áp suất. Chỗ này hơi bị lất nhẹ một chút này. Lất một tí, không ảnh hưởng gì đâu. Đời 2009. 2009 bác nhé. Áp suất của nó là 700W. Nhanh chút, trời này đang tối dần. Đây bác này, lòng xoong em này được cái nó cũng được. Đấy, không có chấm cám nào. Gọi một hai điểm nữa, gọi là sức không đáng kể đâu bác nhé. Đấy, sức chân chim thôi. Đấy. Đi xoong có bị chảy một chút này. Đây cái doang này, doang này này. Bao xì bác nhá, dòng này bao xì cho các bác. Cảm điện. Không hiện thời gian nhé, hiện gian về giữa và về cuối. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Tiếp theo là mã số 10 bác này. Nên cho bạn em này với giá là 700k nhé. Mã số 10, 700k. Bác nhé, mã số 10, 700k. Cái mực này viết xóa được bác nhé. Đấy, mực này viết xóa được. Đảm bảo bác xóa được. Không cần phải còn cũng như đâu. Mã số 10, 700k. Tiếp theo là một em Doji Ducy K
cao tần thôi, là 2016 đây. Thành vách tương đối đẹp bác nhé, thành vách tương đối là nét. Công suất của nó cũng là 700. Cái này hơi cấn nhẹ một tí này. Một tí không đáng kể. Mang tiền ra mua chó để gì? Eo ơi, cái... tiền của mẹ đi mua chó hả? Ok bác nhé. Tiếp theo là mã số 11. Mã số 11 bác nhé, lên cho bác này cũng với giá là 600k. 600k bác nhé, Ruzi cao tần. Đấy, tương đối là ngon. Đấy. Và giờ tiếp theo lên cho bác một lít tiếp trước này. Mã số 12 này. Em Hitachi, em này rất nặng bác nhé, chắc là tầm 8-9 cân. Màn hình LED. Đấy, dòng này nó có chức năng nấu cơm cháy bác nhé. Đấy. Hitachi VK3000NM này. Thành vách rất đẹp, dòng sờ thêm cắt này. Đấy, bác nhìn khung bệ thứ là rất nó chắc chắn, rất nặng bác nhé. Đấy. Em này thì nó đời đó 2017 đây bác này. Rất là nặng này. Thành vách đẹp bác nhé. Thành vách đẹp. Đây chỗ này hơi sức một chút không đáng kể. Màn hình LED. Đây này được cái giòn vẫn rất là xanh luôn. Đảm bảo bác giòn ok này. Này quá sạch sẽ được bác nhé. Đấy, quá nét rồi. Đấy. Cả thần đã xuất một bi đây. Hốc trâu này rất đẹp luôn bác nhé. Xoang rất dày luôn, đấy, dòng rất dày luôn, nặng trịch luôn. Đấy. Lòng xoang này rất đẹp luôn này. Đấy, lòng xoang ok luôn bác nhé. Đấy, sắc nét luôn. Đảm bảo bác là ok, ở trong cái lòng này. Rất nặng luôn, sạch sẽ đẹp đẽ này. Đấy. Cắm điện cho bác cho nhanh. Thời gian này hơi tối nhiều, tối hơi nhanh. Đấy, màn hình LED thôi. Các bàn phím bấm còn rất là nhạy. Tiếp theo là mã số 12 nhé. 12 đây cho bạn em là với giá là 2,2 triệu này. 2,2 triệu bác nhé. Chúng tiền nào của đó thôi. Chúng em là rất là đẹp luôn. Đấy. 2,2 triệu. Mã số 12. Một em Ruzi gù bác này. Một em dòng gù đời 2019 này, bếp cao chót vót luôn, 2019, đèn xì bóng nhảy bác nhé. Đấy, đèn xì bóng nhảy. Đây là ruộng rồi này, gần như mới rồi này, con này gần như mới bác nhé. Đấy, ruộng này, sảnh ngắt luôn, bảo bác sảnh ngắt luôn. Đấy, ruộng phụ đây nhé, ruộng phụ đây, tuyệt vời. Lòng xoang bóng nhảy bác nhé. Lòng xoang bóng nhảy luôn. Đấy. Rất ok bác nhé. Lòng xoang thì tương đối là nét rồi. Đấy, đi xoang này tuyệt vời luôn. Ruzi gù. Mấy cái khác là dòng Ruzi mai rùa. Bác nào mà cần tìm hiểu thêm về cái dòng này nữa thì các bác có thể tra khảo trên mạng nhé. Cái mã này, cái mã là LP gạch ngang JT10. Đấy. JT10. Em này thì đây các bấm màn phím vẫn có chuông. Nhưng mà ở trong lúc bật lên nấu thì nó không có tiếng tổ tí te. Thông báo các bác là như thế cho nó quan điểm nó rõ ràng. Tiếp theo là mã số 13 bác nhé. 2019 này. Mã số 13. Nên cho em này với giá là 2,3 triệu. Này. 2,3 triệu bác nhé. Rất đẹp luôn, bóng nhẫy luôn. Đèn xì bóng nhảy. Bao mới cho các bác em này. Tiếp là một em gù nữa này. Em này đời 2016. 2016 đây chứ. Dùng tổng quan em này thì cũng gọi là tạm tạm này. Cũng gọi là không có bẻ vỡ này. Đầu tiên là không có bẻ vỡ, chảy xước này. Đấy, rất là mới. Em này được cái doang của nó này. Cũng tương đối xanh luôn. Okay. Cực kỳ là nét luôn này. Rất là mới bác nhé. Cao tần áo suất 1 bi. Hóc trong này thì bác yên tâm đi. Bao bác là mới đẹp.
Tất cả các hàng các bác qua lấy cũng là em gửi hết cho các bác rồi. Đây lòng xoang đây. Đi đúng một vết rất là bé luôn. Bé tí thì tí thôi. Nhìn nhìn tinh mới thấy bác nhá. Nhìn tinh mới thấy này. Đấy, đầu ngón tay em này. Đấy, rất là bé thôi. Đấy, đi xoang sạch sẽ. Làm 4 phút nấu cơm thông thường. Đấy, 54 phút bác nhé. Tiếp theo là mã số 14 bác nhé. Mã số 14 này các bạn ăn này với giá là 2 triệu này. 2 triệu bác nhé. Đấy, có 16. Tiếp cho bác lên một dòng Pala quạt bác nhé. Dòng Pala quạt. Dòng tem IH Ecolavi tiết kiệm điện màn hình LED này. Dòng nấu cơm đối lưu này. Đấy, quạt quạt hút vào quạt thổi ra này. Hai quạt đó bác nhé. Đấy. Em là thời đời 2010. Thân bọc nhựa nhé. Thân bọc nhựa. Đấy, em này được cái gioăng nó vẫn rất là đẹp. Gioăng nó xanh. Đấy nhá. Ở chỗ này những cái viền tròn này nó có bị xước sơn một chút này. Gioăng đây. Tương đối xanh, dòng thờ tem IH tái tạo hơi nước. Lòng thì cái lòng của nó thì nó bị ấy bác nhá. Lắc đắc là đắc vào hai điểm trông cám nho nhỏ thì rất là tiếc. Đấy. Dính giấy thì bác này. Đấy nhá. Đấy. Dính giấy vào là lấy em thay đây thôi. Lòng của nó thì hơi xước một chút thôi nhá. Màn hình LED nó rộng lõi bác nhá. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Tiếp theo là mã số 15 này. Mã số 15 bác nhá. Đây là với giá là 1.700.000. 1.700.000 màn hình rộng bác nhá. Ecolavi tiết kiệm điện đầy đủ hết rồi. Mã số 15. Tiếp mã số 16 là lên cho bác một em Hitachi. Chỗ này hơi cấn nhẹ một tí không đáng kể. Đời 2020 bác nhá. Đời 2020. Nói chung là mỗi chỗ này thôi. Đấy, giòn em này thì cực kỳ tuyệt vời nhá. Không chê được đâu. Giòn quá nét. Đi ra ngoài quê con. Đi ra kia con. Đấy, rất là mới bác nhá. Đây bác nhá, xoang gai này. Tuyệt vời luôn. Đi xoang gần như không vết xước bác nhá. Rất là mới luôn. Lòng đây đa ba bác không có trông cám đâu. Bán rồi, mã số 4 bán rồi. Mọi chức năng hoạt động bình thường hết. Ok bác nhá, chức năng của bao các bác ok luôn. Tiếp theo lên bác là mã số 16 này. 16 lên cho bác em này với giá là 1.850.000 bác nhá. 1.850.000 mã số 16. Vâng, tiếp theo lên tiếp cho bác một dòng nít 8 bác nhá. Nít 8 của hãng em này của hãng Izit Ozama này. Dung tích 1.8 lít, bác nào mà trải nghiệm hay dùng cái dòng này tuyệt vời luôn. Đời 2019. Dung tích là 1.8 lít. Ozit Ozama này. 1.8 lít các bác lưu ý nhá. Đấy, dòng này thì doang nó tuyệt vời đẹp rồi. Đấy, tuyệt vời. Dung tích 1.8 lít các bác thể lâu ăn cho 5-7 người ăn thoải mái. Dòng này được cái bố trí cái dòng theo kiểu dòng xoài rất là nặng. Đặc biệt trong lòng có bị vết châm cám bác nhá. Bị vết châm cám này. Bé bé bằng đầu tăm thôi. Đít xoang thì đẹp. Cảm nhận cho các bác. Chức năng các bác yên tâm đi.
Dòng này ba bát cơm ngon nhé. Cái này Ojit Ozama nghe Trung Quốc xuất nhập thì các bác không thích thôi. Còn nói chung là cơm nước nó không tô kém gì cả. Tiếp theo lên cho bác mã này là mã số 17 bác nhé. 17 lên cho bác em này với giá là 1.550.000 này. 1.550.000 bác nhé. Mã số 18 này. Lên cho bác một em xoài. Đấy, một em xoài này. Đấy, Sanzo hạt xoài các bác nhé. Em này từ đời 2011. Trên mặt của nó đây bác này. Bị hơi sức một hai điểm lớp sơn la lô. Không có bẻ vỡ này. Em này cái ruộng của nó thì hơi vàng một chút bác nhé. Hơi vàng một chút mà. Đấy, hơi vàng một chút. Đấy, bao xì cho bác nhé. Bao xì cho các bác. Sanzo hạt xoài. Xoàng 3 lớp này. Đi xoàng cũng tương đối đẹp. Đây lòng xoàng này cũng cực kỳ là xanh luôn. À, đẹp luôn. Không trông cám đâu. Đấy, hôm nay lên bác tạm thời 20 mã nhé. Bởi vì trời nó tối rất nhanh. Không kịp trả tay. Này nấu cơm thông thường 44 chức năng hoạt động ok hết, các bác yên tâm thì bác xì cho các bác. Bác nào chốt em lấy cho bác cái tem dán như thế này các bác, rất là đẹp luôn. Tiếp theo là mã số 18 này, nên cho bác em này với giá là 1.950.000 bác nhé. 1.950.000 mã số 18. Tiếp theo là cho bác một dòng Panasonic van tròn mã số 19 này. Pana van tròn này, hai bước lấu IH đời 2009 này. Tổng quan bên ngoài thành vách cũng tương đối là đẹp, không vấn đề gì cả. Lên cho bác còn mã nữa này rồi em xin nghỉ nhé. Mai lên tiếp cho bác. Lòng son này cũng bị vết châm cám bác nhé. Cũng bị vết châm cám này. Rất là nhỏ thôi, ở chỗ này này. Đấy. Son ngoài thì son trắng gương. Đấy, cái vàng vàng chút này, không ảnh hưởng gì cả. Đấy, cái son của nó đây, tương đối là xanh bác nhé. Son thì tương đối là xanh. Trời, tôi rất nhanh bác nhé. Đấy, cắm điện cho các bác. Bác là trải nghiệm sử dụng những dòng này rất hợp lý các bác nhé. Rất dễ nấu. Cơm gọi là cũng mềm nhưng mà không ướt. Tiếp theo là mã số 19 này. Lên cho bạn này với giá là 1.600.000 này. Ok bác nhé, 1.600.000. Vâng, và mã tiếp theo hình như là mã cuối cùng. Lên cho bác một em Panasonic quạt nữa nhé. Đấy, màn hình LCD, dòng lấu cơm đối lưu này. Đấy. Đời 2009 bác nhé, 2009. Thân bọc nhựa. Màn hình LCD, cái lòng xoong em này thì hơi bẩn một tí bác nhé. Đấy. Bên ngoài thì bẩn, trong lòng xoong cũng lác đác một hai điểm chấm cám nho nhỏ này. Đây bác nhá. Đấy, nhỏ thôi. Đấy, nhìn đây nhá. Đi son thì qua trời một chút này. Đấy. Xin thông báo các bác rất là rõ luôn. Đây ruộng này. Đấy, vàng như vàng đều nhá. Ok bác nhá, mã số cuối cùng em là mã số 20. Cắm điện cho bác xong báo giá luôn. Mã số 20. Bên cho bác em này với giá là 1.650.000 này. Đấy, em này thành vách thì đẹp nhưng cũng mất cái lòng của nó hơi kém một chút thôi. Đấy, ok bác nhá, chức năng hoạt động bình thường hết, dung tích là 1.8 các bác lý. Ok bác nhá, thì hôm nay lên tặng cho bác là 20 mã. Mọi nhu cầu về sản phẩm, đấy, các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại là 0354 965 127 các bác nhá. Ok các bác nhá, hẹn gặp lại các bác trong video ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.